Vòng 11 V-League chiều nay những đội làm khách đều thắng. Với cùng một tỷ số mà. Ở trên sân Thanh Hóa này Hoàng Anh Gia Lai thắng Thanh Hóa 2-1. Trên sân Đà Nẵng thì đội Bét Bản Sài Gòn lại có chiến thắng trước Đà Nẵng cũng có tỷ số 2-1 tương tự như vậy luôn. Trận đấu quan trọng ở trong cái top này giữa Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An. Kết thúc trận đấu Hải Phòng thắng Sông Lam Nghệ An 2-0. Sân nhà mà bên Hà Nội thua Bình Định 1-0. Kết thúc hiệp 1 là Bình Định đang dẫn 1-0.